Phi Nhung phải nhận cú sốc lớn, suy sụp nên bệnh tình trở nặng, đã chịu nhiều đau khổ vì tình yêu. Trong chia sẻ mới đây, Thúy Nga cho biết Phi Nhung từng khóc lóc, kể với mình về cuộc sống quá nhiều gánh nặng, tình cảm lận đận. Trước khi qua đời, nữ ca sĩ từng nhận tin sốc nên có thể vì vậy mà sức khỏe suy yếu nhanh. Thông tin Phi Nhung qua đời đến nay vẫn là cú sốc lớn với giới giải trí lẫn người hâm mộ. Hình ảnh về nữ ca sĩ ngập tràn mạng xã hội, khiến bất cứ ai cũng phải chạnh lòng khi nghĩ đến. Sau hơn 40 ngày chống chọi với COVID-19, Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 ở Bệnh viện Chợ Giấy. Được biết, trong thời gian điều trị ở đây, cô được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, dùng những loạt thuốc tốt nhất, đắt tiền nhất. Đã có thời điểm tình hình chuyển biến tốt nhưng cuối cùng nữ ca sĩ lại không thể vượt qua. Sự ra đi của Phi Nhung khiến những người ở lại khó chấp nhận nổi. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Thúy Nga cho biết, cô sốc nặng khi hay tin. Thời gian qua Thúy Nga cũng như các đồng nghiệp ở hải ngoại luôn mong ngóng tình hình sức khỏe của giọng ca Bông Điên Điển. Bất ngờ nhận được tin dữ, ai nấy đều rất bàng hoàng. Thúy Nga tiếc thương hơn khi Phi Nhung còn quá trẻ. Bản thân tôi nghĩ, tuyệt đối Phi Nhung sẽ khỏi bệnh. Cô ấy vốn rất khỏe mạnh, cô ấy còn siêng năng tập thể thao. Tướng mạo Phi Nhung cũng rất tốt, không nghĩ là vận hạn của cô ấy lại như vậy, Thúy Nga nói. Nhớ về Phi Nhung, Thúy Nga không thể quên những chuyến lưu diễn cùng nhau. Có một dịp cả hai được sắp xếp chung phòng. Tối hôm đó cả hai vừa uống rượu vừa nói chuyện, có chút men trong người, giọng ca, Bông Điên Điển, tâm sự nhiều hơn, không ngại nói về chuyện tình cảm, những chuyện buồn mà bấy lâu cô giấu kín. Lúc hơi say say, Phi Nhung khóc rất nhiều và tâm sự với tôi. Cô ấy buồn, cuộc sống nhiều thăng trầm, nhìn vậy thôi chứ Phi Nhung phải gánh vác nhiều thứ cho gia đình. Phi Nhung cũng chia sẻ về những cuộc tình làm cô ấy khổ tâm. Những lúc đó, trong mắt tôi, Phi Nhung chân thật vô cùng. Nghệ sĩ ai cũng có nỗi niềm gánh vác, có góc khuất riêng. Phi Nhung là một trong những người nặng gánh đặc biệt và chuyện tình cảm cũng lận đận, Thúy Nga nghẹn ngào. Nhận xét về Phi Nhung, Thúy Nga cho rằng đối phương là người hồn nhiên, vô tư và đặc biệt rất nhiệt tình. Nhiều lúc cách thể hiện của cô hơi thái quá nhưng tất cả đều xuất phát từ thật lòng. Nữ danh hài còn nói thêm, bình thường sức khỏe của Phi Nhung rất tốt, chẳng hề bệnh tật gì. Thế mà lần này lại ra đi mãi mãi. Đáng chú ý, Thúy Nga tiết lộ Phi Nhung có trải qua cú sốc lớn nên tình hình sức khỏe mới bị ảnh hưởng như vậy. Đã có nhiều chuyện xảy ra trước đó, Phi Nhung bị cú sốc lớn, tinh thần suy sụp rồi. Đang lúc tinh thần không vui mà còn bị bệnh nữa nên mới khiến cô ấy trở nặng và ra đi như vậy. Cuộc sống quá vô thường. Chấm than, bức ảnh Thúy Nga chọn đăng lên trang cá nhân để tưởng nhớ Phi Nhung là khoảnh khắc chụp từ Tết năm ngoái. Khi đó họ tình cờ gặp nhau ở nhà văn hóa thanh niên. Không thể ngờ đó lại là lần cuối cùng họ gặp gỡ, bởi về sau Thúy Nga về Mỹ, bị kẹt lại vì dịch còn Phi Nhung thì ở lại Việt Nam làm thiện nguyện. Thực hư thông tin Phi Nhung rơi nước mắt sau khi qua đời vì nỗi oan ức, bóc lột Hồ Văn Cường. Sau khi Phi Nhung qua đời, rất nhiều tin đồn bắt đầu được thêu dệt. Trong số đó, chuyện nữ ca sĩ không thể an lòng ra đi vì bị hiểu nhầm chuyện tiền nong với Hồ Văn Cường bỗng được lan truyền khắp nơi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung vào trưa 28 tháng 9 trở thành cú sốc lớn với làng giải trí và người hâm mộ. Phía Bệnh viện Chợ Giấy cho biết suốt hơn một tháng qua đội ngũ y bác sĩ đã rất cố gắng để chữa trị cho nữ ca sĩ nhưng đáng tiếc là kết quả không được như mong muốn. Bản thân giọng ca, Bông Điên Điển, cũng đã rất nỗ lực trong việc giành giật sự sống. Chưa bao giờ mạng xã hội lại tràn ngập hình ảnh, lời tiễn biệt hướng về Phi Nhung nhiều như bây giờ. Ai nấy đều không khỏi xót xa khi nghĩ về cuộc đời toàn thăng trầm của nữ ca sĩ. Nhưng cũng từ đây mà nhiều tin đồn thất thiệt xuất hiện. Ngay trong chiều 28 tháng 9, một số người đăng bài loan tin Phi Nhung sau khi qua đời vẫn chảy nước mắt vì những tủi hờn chưa được làm rõ. Mấy chục năm làm nghề, hoàn toàn không có chút xì căng đan. Cuối đời lại mất trong oan ức, tiếng xấu bóc lột con nuôi, hỏi tại sao chị ấy mất nhưng hai hàng nước mắt chảy dài, bạn điều dưỡng kể lại, mặc dù nằm mê man thời gian qua. Thương chị, một cư dân mạng viết, nhiều người bắt đầu lấy lại bài đăng này và đi lan truyền khắp nơi. Câu chuyện bắt đầu, đi xa, từ đó. Những ồn ào cũ của Phi Nhung cũng bị nhắc lại. Trước khi nhập viện vì nhiễm COVID-19, nữ ca sĩ từng đối diện với xì căng đan lớn nhất sự nghiệp, bị nghi ngờ đối xử không tốt với Hồ Văn Cường và các con nuôi. Thậm chí ngay cả khi cô điều trị bệnh rồi qua đời vẫn có không ít người vào mỉa mai, đòi trả lại tiền cho Hồ Văn Cường. Ngay sau khi biết tin này, rạng sáng 29 tháng 9, Trang Trần đã lên tiếng trong live stream của mình. Cựu người mẫu là đàn em thân thiết với Phi Nhung,
cũng có mặt giúp đỡ người thân nữ ca sĩ chuẩn bị tang lễ sau khi cô, Phi Nhung phải nhận cú sốc lớn, suy sụp nên bệnh tình trở nặng, đã chịu nhiều đau khổ vì tình yêu. Trong chia sẻ mới đây, Thúy Nga cho biết Phi Nhung từng khóc lóc, kể với mình về cuộc sống quá nhiều gánh nặng, tình cảm lận đận. Trước khi qua đời, nữ ca sĩ từng nhận tin sốc nên có thể vì vậy mà sức khỏe suy yếu nhanh. Thông tin Phi Nhung qua đời đến nay vẫn là cú sốc lớn với giới giải trí lẫn người hâm mộ. Hình ảnh về nữ ca sĩ ngập tràn mạng xã hội, khiến bất cứ ai cũng phải chạnh lòng khi nghĩ đến. Sau hơn 40 ngày chống chọi với COVID-19, Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng vào lúc 11:57 ở Bệnh viện Chợ Giấy. Được biết, trong thời gian điều trị ở đây, cô được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, dùng những loạt thuốc tốt nhất, đắt tiền nhất. Đã có thời điểm tình hình chuyển biến tốt nhưng cuối cùng nữ ca sĩ lại không thể vượt qua. Sự ra đi của Phi Nhung khiến những người ở lại khó chấp nhận nổi. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Thúy Nga cho biết, cô sốc nặng khi hay tin. Thời gian qua Thúy Nga cũng như các đồng nghiệp ở hải ngoại luôn mong ngóng tình hình sức khỏe của giọng ca Bông Điên Điển. Bất ngờ nhận được tin dữ, ai nấy đều rất bàng hoàng. Thúy Nga tiếc thương hơn khi Phi Nhung còn quá trẻ. Bản thân tôi nghĩ, tuyệt đối Phi Nhung sẽ khỏi bệnh. Cô ấy vốn rất khỏe mạnh, cô ấy còn siêng năng tập thể thao. Tướng mạo Phi Nhung cũng rất tốt, không nghĩ là vận hạn của cô ấy lại như vậy, Thúy Nga nói. Nhớ về Phi Nhung, Thúy Nga không thể quên những chuyến lưu diễn cùng nhau. Có một dịp cả hai được sắp xếp chung phòng. Tối hôm đó cả hai vừa uống rượu vừa nói chuyện. Có chút men trong người, giọng ca, Bông Điên Điển, tâm sự nhiều hơn, không ngại nói về chuyện tình cảm, những chuyện buồn mà bấy lâu cô giấu kín. Lúc hơi say say, Phi Nhung khóc rất nhiều và tâm sự với tôi. Cô ấy buồn, cuộc sống nhiều thăng trầm, nhìn vậy thôi chứ Phi Nhung phải gánh vác nhiều thứ cho gia đình. Phi Nhung cũng chia sẻ về những cuộc tình làm cô ấy khổ tâm. Những lúc đó, trong mắt tôi, Phi Nhung chân thật vô cùng. Ít, nghệ sĩ ai cũng có nỗi niềm gánh vác, có góc khuất riêng. Phi Nhung là một trong những người nặng gánh đặc biệt và chuyện tình cảm cũng lận đận, Thúy Nga nghẹn ngào. Nhận xét về Phi Nhung, Thúy Nga cho rằng đối phương là người hồn nhiên, vô tư và đặc biệt rất nhiệt tình. Nhiều lúc cách thể hiện của cô hơi thái quá nhưng tất cả đều xuất phát từ thật lòng. Nữ danh hài còn nói thêm, bình thường sức khỏe của Phi Nhung rất tốt, chẳng hề bệnh tật gì. Thế mà lần này lại ra đi mãi mãi. Đáng chú ý, Thúy Nga tiết lộ Phi Nhung có trải qua cú sốc lớn nên tình hình sức khỏe mới bị ảnh hưởng như vậy. Đã có nhiều chuyện xảy ra trước đó, Phi Nhung bị cú sốc lớn, tinh thần suy sụp rồi. Đang lúc tinh thần không vui mà còn bị bệnh nữa nên mới khiến cô ấy trở nặng và ra đi như vậy. Cuộc sống quá vô thường. Chấm than, bức ảnh Thúy Nga chọn đăng lên trang cá nhân để tưởng nhớ Phi Nhung là khoảnh khắc chụp từ Tết năm ngoái. Khi đó họ tình cờ gặp nhau ở nhà văn hóa thanh niên. Không thể ngờ đó lại là lần cuối cùng họ gặp gỡ, bởi về sau Thúy Nga về Mỹ, bị kẹt lại vì dịch còn Phi Nhung thì ở lại Việt Nam làm thiện nguyện.